Hình ảnh du lịch được mang ra so sánh với cái lờ, một ngư cụ đánh bắt cá. So sánh này của một vị hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng mới đây đã khiến dư luận xôn xao. Bằng chứng là chúng ta đánh từ khóa này trên thanh công cụ tìm kiếm Google thì có tới 860.000 kết quả với rất nhiều những bình luận lý giải. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao hình ảnh du lịch lại được so sánh với cái lờ đánh cá. Từ khi được khánh thành và đưa vào sử dụng, cầu Rồng đã trở thành một sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng. Tuy nhiên, với điểm nhấn duy nhất là ánh sáng và hiệu ứng phun lửa, phun nước, cầu Rồng chưa thật sự là điểm đến có khả năng giữ khách du lịch. Hiện nay thì điểm đến cầu Rồng vào ban đêm nó cũng chỉ là điểm đến dành cho những du khách lần đầu tiên đến Đà Nẵng. Còn những ai đã từng đến đây một lần thì hầu như là họ không trở lại. Lần đầu tiên đến Đà Nẵng, gia đình anh Thành có nhiều lựa chọn, cầu Rồng, cầu Sông Hàn, khu du lịch Bà Nà Hill, khu du lịch Ngũ Hành Sơn. Nhưng cả bốn địa điểm này sẽ đều không là lựa chọn cho lần du lịch tới của gia đình anh. Thật sự thì mình sẽ không đi nữa, là bởi vì Ngũ Hành Sơn mình thấy nó cũng bình thường lắm, mà leo lại mệt nữa. Là thành phố du lịch, nhưng sau 21 giờ đêm, ngoài quán nhậu, Đà Nẵng không có một dịch vụ giải trí về đêm nào xứng tầm, nhất là các sản phẩm du lịch đặc sắc, ấn tượng. Kỳ vọng duy nhất của Đà Nẵng về đêm là du lịch đường sông, thế nhưng hầu hết tàu du lịch là tàu cá, cải hoán và chưa được đăng kiểm. Phải nói đúng là nó chưa xứng tầm, có lẽ là do cũng chưa được chú trọng để mà đầu tư hơn. Thí dụ như về đêm ấy, là phải có những cái chợ đêm, ở dọc bờ biển chẳng hạn. Chứ chợ đêm này có thể là văn hóa của Đà Nẵng hoặc là cái văn hóa của miền Trung nói chung thì sẽ lôi kéo được du khách hơn. Năm vừa qua thì cái chất lượng dịch vụ của Đà Nẵng đã có nhiều cái cải thiện và đã đạt được một cái mức cho du khách được hài lòng. Tuy nhiên thì trước cái yêu cầu phát triển mới thì chúng tôi thấy là Đà Nẵng sẽ tiếp tục nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Hai tiềm năng được coi là thế mạnh của Đà Nẵng là bờ biển đẹp và môi trường du lịch an toàn. Tuy nhiên, nếu các sản phẩm dịch vụ đi kèm không được cải thiện, thì các tiềm năng này cũng không đủ sức níu chân du khách. Thực tế thì Đà Nẵng đang dần dần trở thành điểm trung chuyển của du khách trước khi đến Huế hoặc Hội An.